Hai các bạn, chào mừng các bạn đến phần kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì những câu chuyện ma sắp tới mà Tân kể á, sẽ có những câu chuyện ma đơn giản, nhưng mà đa số là những câu chuyện ma Tân sẽ kể từ fan được lựa chọn. Thì nó sẽ có những câu chuyện rất là phức tạp, giống như câu chuyện ngày hôm nay. Thì mấy bạn mới chịu khó lắng nghe tình tiết của câu chuyện. Nhiều khi Tân kể mà Tân bị rối nữa các bạn. Nhưng mà Tân sẽ cố gắng kể những câu chuyện lạ, những cái câu chuyện tâm linh lạ để cho các bạn nghe, chứ không muốn có sự trùng lặp nhiều quá thì các bạn sẽ cảm thấy nó chán. Thì câu chuyện ngày hôm nay được gửi đến từ một cái chị fan đó, mà chị này á, là một cái người nghe chuyện ma nhưng mà thích cái thể loại là nghe những câu chuyện về nghiệp quả. Thì sau khi chị nghe những cái câu chuyện của Tân kể đó, thì chị mới gửi về cho Tân là câu chuyện của chị. Thì chuyện của chị là như vậy. Vào khoảng cách đây á, là hơn 2 năm. Cách đây hơn 2 năm thì khi mà mọi thứ đang bình thường, chưa có dịch bệnh hay chưa có gì hết, thì có một cái người đàn ông. Mà người đàn ông này là một người lạ đã từng quen. Mình dùng cái từ nó ma mị giúp mà nó hoa mỹ chút xíu, chứ phải ma mị mà hoa mỹ, để mà mình nói về cái người đàn ông này. Thì người đàn ông này là một cái người hàng xóm của chị này, và dường như là cả cái xóm ai cũng biết người đàn ông này. Và anh ấy đi đến nhà của chị này để mà xin chị này tha thứ, và giúp anh này gỡ một cái nghiệp mà anh này đã gây ra với nhà của cái chị kể câu chuyện cho Tân nghe ngày hôm nay. Thì sự việc đó nó làm cho cả cái xóm của chị ngộ ra được rằng là cái nỗi oan của gia đình của chị này chịu suốt một thời gian khi mà bị anh này ảnh ngậm máu phun người. Thì bây giờ được rõ ràng là tại sao và ai là người đúng, ai là người sai. Và chị đã giúp cho anh này, mặc dù lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện tang thương đối với người đàn ông mà tới nhà chị này xin chị này tha thứ. Thì nghe đến đây các bạn nghĩ rằng là hai người này chắc là yêu nhau, hoặc là hai người này là hai người có tình cảm với nhau, đúng không? Nhưng mà thật ra không phải. Chị này là chị của một cô gái, và cô gái này yêu anh này và đã tự tử chết. Nhưng mà anh này là cái người gọi là quất ngựa truy phong, không có nhận trách nhiệm. Câu chuyện rất là phức tạp mấy bạn. Thì đầu tiên á, là mình kể về cái vấn đề anh này phải trả nghiệp trước. Có nên mình kể khúc cuối trước, mình sẽ kể đi từ từ về cái vụ án này sau. Thì anh này á, là sau khi xảy ra một cái trận rất là lớn đối với gia đình của cái người kể chuyện, là anh này bắt đầu xảy ra những cái chuyện tâm linh không bình thường. Là ba mẹ của anh này đều bị tai nạn chết ở nước ngoài, và chết rất là bất bình thường. Một cái vụ tai nạn không đáng có, một cái vụ tai nạn mà nó rất là ngớ ngẩn, không đáng có ở một cái đất nước mà phát triển. Thì cái chị này không có nói rõ ra cho Tân là bị cái gì, mà Tân biết là bị đụng xe thôi. Đó là bị đụng xe, nhưng mà hai ông bà cụ của bên nhà anh này đó là đi bộ mà bị xe nó tông vô chết. Rồi sau đó là vợ của anh này là bị té từ ở trên tầng 1 thôi, chứ không phải là cao gì lắm, mà té cầu thang. Các bạn biết là cầu thang có những cái góc cạnh, khi té như vậy đó thì nó đụng một cái dây thần kinh ở đằng sau cái xương sống của mình đó, là làm cho chị này phải bị liệt nửa người. Thì anh này đang là từ một cái người rất là bình thường, gia đình yên ấm hạnh phúc, thì bỗng nhiên trở thành một cái người có những gánh nặng trong cuộc sống. Khi một cái người bạn đời của mình, người vợ của mình bị rơi vô cái tình trạng thực vật, cái tình trạng bị liệt, có nghĩa là không có cùng mình gồng gánh ít nhất cái việc mà nuôi con, để mà dẫn con đến trường này kia. Anh này là trụ cột gia đình, mà bây giờ vợ của anh bị như vậy. Thì sau khi người vợ anh này tỉnh, sau khi cái tai nạn nó tỉnh, thì người vợ nằm trên giường. Thì anh mới hỏi đó là cái lúc đó em đi đứng sao mà để cho cái tình trạng té nó nặng vậy. Thì người vợ mới nói rằng là em không có tự té, em bị một cái cô gái đạp từ ở trên lầu 1 đạp xuống. À, chứ em không phải là bị tự té. Khi vợ anh này nói như vậy đó, thì anh này mới ngộ ra một cái vấn đề là mình đang bị một cái vong hồn nó đi theo và nó hại gia đình mình. Nó không có hại ảnh, mà nó hại những người xung quanh ảnh, những người quan trọng đối với ảnh. Và ảnh mới mời thầy về để mà coi. Thì thầy mới nói rằng là đúng là một linh hồn của cô gái mà cổ rất là hận con. Cổ rất là hận con, vì con mà cổ chết. Và vì con mà gia đình của cổ mang tai mang tiếng cũng là vì con. Cho nên chỉ có cách là con nhờ người nhà của cô đó, đi đến để mà hóa giải cái nghiệp này cho con. Hoặc là cho con xin một cái phần tóc của người nhà đó, ở bên cái cô gái đã chết đó, để cho thầy làm phép để mà xin giùm cho con. Chứ bây giờ cô đó cổ rất là hận, cổ không có bỏ được. Mà thầy Pháp cũng không có thể nào mà thầy Pháp trừ cô này được. Tại vì anh này gây ra một cái nghiệp rất là lớn. Thì ảnh sợ là cái cô gái đã chết đó, tự tử chết đó, là đi tới hại con của ảnh. Là đứa con đó, đứa con trai mà quan trọng nhất cuộc đời ảnh. Bây giờ anh không còn gì nữa hết, chỉ còn đứa con trai thôi. Mà bây giờ bắt đầu hàng đêm có biểu hiện nói chuyện với một người nào đó trong phòng. Và giờ thầy Pháp nói vậy nữa thì anh buộc phải đi tới nhà của cái chị mà kể câu chuyện cho mình, để mà xin chị này tha thứ và đem mọi cái khuất mắt ra ánh sáng. Đó, thì bạn thấy cái đó là cái phần mà anh này trả nghiệp. Thì sự việc nó là như vậy. Thời gian trước đây là cái chị kể câu chuyện như mình, có một cô em gái. Và cô em gái này rất là hiền, rất là dễ thương, và cuộc sống rất là khép kín. Cô em gái này á, đem lòng yêu cái anh mà Tân nói mà đang bị trả nghiệp đó. Đó là yêu cái anh đó. Và yêu từ cái hồi mà còn nhỏ lần, là từ hồi đi học lần. Tại vì anh này rất là đẹp trai, rất là dễ thương, học rất là giỏi. Gia đình á, thì khá. Ba mẹ định cư ở Mỹ mà bạn biết là phải khá. Thì khi lúc mà cái cô em gái á, của cái chị kể chuyện cho mình á, mà thương anh này, thì lúc đó gia đình anh này hoàn toàn là vẫn còn ở Việt Nam và ở trong cái xóm chung với nhau. Thì nhiều lần qua lại giúp nhau học tập. Anh này lúc nhỏ là một người rất là dễ thương, nó hòa đồng với mọi người. Thì sau đó là gia đình anh này được qua Mỹ định cư. Qua Mỹ định cư thì cái nhà trong xóm nó để lại cho một cái người bác của anh này giữ giùm. Thì tôi không biết giữ giùm hay là mua lại căn nhà thì tôi không biết. Đó là chuyện của bên nhà của anh này. Nhưng mà ảnh đi đó một thời gian, cũng khoảng 5 năm 10 năm gì đó, là một cái khoảng thời gian khá là dài. Thì em của cái chị kể câu chuyện vẫn không yêu ai hết. Cái cô này sống rất là khép kín, vẫn không có yêu ai hết. Và cô này vẫn một lòng mà thương và nhớ cái anh này. Thì có lẽ trước khi ảnh đi thì ảnh cũng có hứa hẹn là sẽ quay về và sẽ cưới cô này hay là thương nhau gì đó. Thì trong suốt cái thời gian đó thì cái cô em của người kể chuyện cho mình á, là đi làm thiện nguyện, là làm từ thiện và chăm sóc những cái người mà bị nghiện và những người mà bị gọi là HIV đó, trong một cái đội thiện nguyện. Đó thì cô này cũng làm việc thiện để mà cổ giúp ích cho đời, cho người. Thì sau 5 năm 10 năm gì đó, trong cái người kể chuyện cho Tân thì cái chị này chỉ không có nhớ rõ. Tại anh này có đi qua nước ngoài rồi có về rồi đi rồi về. Thì chị không khẳng định được cái thời gian đó, 5 năm 10 năm gì đó. Thì khi anh này anh lớn tuổi rồi và cái người em gái của chị này cũng lớn tuổi rồi, thì anh này mới về Việt Nam và ảnh ở luôn trong cái nhà mà trước đây ba mẹ ảnh và ảnh ở. Và cái người bác đó dọn đi nơi khác. Thì trong cái khoảng thời gian đó anh này ở một mình. Ảnh tối ảnh đi gặp bạn bè, đi chơi, đi ăn, đi uống. Thì ảnh vô tình ảnh gặp lại cái cô em của cái chị kể chuyện cho mình. Và hai người hẹn hò với nhau. Và hẹn hò một cái khoảng thời gian cũng đủ dài để mà cho một người con gái đặt tình cảm, đặt cái niềm tin vào cho anh này. Và gia đình của chị này cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi em gái mình có được một cái người bạn trai giống như cái anh mà trong câu chuyện mình kể nãy giờ đó, cái anh mà bị nghiệp đó, thì lúc đó gia đình thấy anh này ở một mình, hỏi em gái thì em gái nói là anh này muốn về Việt Nam để mà lập nghiệp, sống ở Mỹ thì nó buồn quá, ở Việt Nam lập nghiệp và gặp lại những người bạn bè và muốn sống ở đây, ba mẹ thì ở Mỹ đó. Thì nghe như vậy thì cô này có đặt tình cảm, cô em của người kể chuyện đó mới đặt tình cảm vô nhiều, rất là nhiều, và muốn xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Thì khi mà mọi chuyện nó đang bình thường như vậy á, thì bỗng nhiên một ngày cái người kể chuyện cho mình, cái chị kể chuyện cho mình đó, mới thấy cô em về rất là buồn bã, cực kỳ buồn, và người em khóc rất là nhiều trong cái khoảng thời gian đó. Thì gia đình mới gò hỏi, tại vì cái người em là người sống rất là khép kín, mới hỏi là tại sao em khóc, chuyện tình cảm có chuyện gì hay sao. Thì cái người em mới trả lời là tụi em chia tay rồi, tụi em chia tay rồi đó. Thì gia đình mới hỏi cái lý do chia tay, thì cái người em không có trả lời. Thì đâu đó là khoảng mấy tháng sau thì người em càng ngày càng tiều tụy, nhìn rất là không có hồng hào, không có khỏe khoắn đó, tiều tụy. Thì sau một lần cái người em á, đi gặp cái anh này lần cuối. Thì khi đi gặp lần cuối đó gia đình có biết, kiểu giống như là nói chuyện một lần cho xong, níu kéo nói chuyện một lần cho xong. Thì khi mà đi gặp lần cuối đó, người em trở về và người em đã tự vẫn và chết trong nhà. Thì bạn biết khi mà gia đình mình á, có một cái người là tự vẫn đó, thì không phải là chuyện bình thường mấy bạn. Mặc dù người ta tự vẫn, gia đình biết và nhiều người làm chứng, nhưng mà vẫn phải đi khám nghiệm để coi rằng là có thực sự là người này bị tự vẫn hay không, hay là một cái nguyên do gì khác, có cái dấu hiệu tội phạm trong này hay không. Thì cơ quan chức năng người ta phải đi khám nghiệm tử thi và xét nghiệm những cái cơ thể máu này kia. Thì phát hiện ra cái cô này, cái cô gái mà tự tử đó, là em của cái chị kể chuyện đó, là bị nhiễm HIV. Và bị nhiễm HIV thời kỳ đầu đó là mới bị nhiễm. Thì gia đình của chị này, gia đình của chị kể chuyện cho mình rất là phẫn nộ là vì em của chị này đã bị lây HIV là từ cái anh chung xóm, cái anh Việt kiều đó. Cho nên là gia đình đã đi qua bên đó để mà làm cho ra lẽ, và hàng xóm người ta cũng biết cái chuyện đó. Thì tôi nói thiệt với bạn là trong cuộc sống á, mình cứ nghĩ cái chuyện đó mình sẽ ếm được hay là mình sẽ giấu được, nhưng mà không, cái cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra. Chòm xóm người ta rất là quan tâm mấy bạn, người ta rất là quan tâm cái sự kiện là tại sao một cái cô gái tốt như vậy mà cổ lại tự tử, thì là bị HIV tự tử. Thì sau đó là gia đình mới đi qua bên đó để mà gọi là gặng hỏi và truy tội anh này về cái việc là cái lương tâm của anh này ở đâu mà lại làm như vậy. Thì khi đi qua bên đó truy tội thì phát hiện thêm chuyện nữa là anh này đã có vợ và có đứa con, có nghĩa là có vợ có con lớn rồi, nói là lấy vợ lâu rồi, nhưng mà trong thời gian vợ và con chưa về Việt Nam thì ảnh lén phén với lại cô em của cái chị kể câu chuyện. Có nghĩa là một người sở khanh mấy bạn, là một người không có tốt, một người sở khanh. Nhưng mà cái vấn đề bắt đầu dư luận đang đứng về phía gia đình của chị này trong thời gian đó, là đang công kích anh này về bản án lương tâm. Nhưng mà mọi thứ nó xoay chuyển một cách rất là bất ngờ, là anh này là người không bị nhiễm HIV. Có nghĩa là anh này đi xét nghiệm và đưa bản xét nghiệm về cho những người trong cái xóm người ta coi. Tất nhiên bạn biết là cái gì cũng vậy ha, trong xóm có người đứng phe này phe kia, nhiều chuyện mà tổng hợp lại để coi cái sự tình như thế nào. Thì anh này không hề bị nhiễm HIV và gia đình của anh này cũng không ai nhiễm HIV. Thì một cái người đàn ông mà đạo mạo, một người Việt kiều, một người nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng, một cái người không hề bị nhiễm HIV thì làm sao mà lây được cho cái cô mà tự tử. Mà cô tự tử thì lại xác định là bị nhiễm HIV. Thì anh này, ảnh mới công kích ngược lại gia đình của cái chị kể chuyện cho mình. Ảnh mới nói rằng cái gia đình đó là cái cô đó là người lăng loàn, cho nên ảnh mới chia tay. Mặc dù đó là ảnh nói là ảnh đã có gia đình và có con rồi, mà cô này vẫn đến và để mà rù quến, để mà yêu ảnh. Thì vì ảnh là người đàn ông cho nên ảnh đôi khi ảnh sa ngã và ảnh yêu cô này. Nhưng mà khi biết cô này nhiễm HIV, ảnh tránh ra. Mặc dù hai người đã từng có quan hệ với nhau, nhưng mà ảnh có sử dụng những cái biện pháp phòng tránh, cho nên ảnh mới may mắn ảnh không bị. Nhưng mà đổ hết toàn bộ cái tội lỗi cho cái người đã mất. Mà người ta đã mất rồi thì người ta đâu có thể nào mà người ta minh oan cho người ta được. Thì gia đình của chị này chịu cái sự ghẻ lạnh một thời gian rất dài ở trong xóm, và nói rằng em gái của chị này, người đã mất, là đã sống không có tốt, đã ngủ với nhiều người đàn ông, cho nên mới bị HIV. Và không những vậy còn đi qua trách gia đình người ta. Người ta đã có vợ có con đàng hoàng mà đi rù quến. Và gia đình chị này rất là buồn. Ba mẹ của chị này lâm vô tình trạng là bị bệnh. Bệnh là bệnh gọi là bệnh về tâm thần đó các bạn. Bệnh trong tâm á, tức quá mà bệnh. Giờ là vì em mình đã mất rồi, và em của chị này là một cái người đàng hoàng, không phải là cái người mà như vậy. Thì sau một thời gian đó thì cái gia đình của cái ông mà ngậm máu phun người đó xảy ra những cái sự việc mà Tân kể lúc đầu. Đó là ba mẹ chết cách rất kỳ lạ ở Mỹ, và người vợ bị té cầu thang đó. Và khi thầy Pháp nói cái linh hồn cái cô em gái này rất là hận, và bằng mọi giá phải hại toàn bộ người thân của anh này phải trả giá. Và cuối cùng là anh này thì ảnh thương con ảnh quá đi, con mà sao không thương. Ảnh đã sai phạm đi qua, ảnh mới nhờ chị này xin một cái nhúm tóc về cho người thầy Pháp làm phép để mà xin cái cô này tha thứ. Thì ngay lúc đó ảnh mới khai ra sự thật các bạn. Ảnh mới khai ra sự thật thì những người chòm xóm ta cũng nghe lúc đó luôn. Là anh này ảnh nói với lại cô em gái của chị này là chưa có gia đình, để dụ cô em gái chị này yêu. Đó, trong thời gian vợ và con của mình ở Mỹ chưa về Việt Nam. Thì khi mà yêu nhau sâu đậm đó là hai người có này kia với nhau. Nhưng mà anh này sử dụng những cái biện pháp để bảo vệ, để bảo vệ phòng tránh, để không có bị những cái chuyện. Đầu tiên anh chỉ suy nghĩ rằng là để không có bị dính bầu đã sẽ gây ra chuyện lớn với gia đình bên vợ của mình, chỉ là muốn chơi qua đường thôi. Nhưng mà không ngờ càng ngày càng quen đó, thì ảnh phát hiện ra cô em gái của cái chị kể chuyện á, là một người đàng hoàng và yêu rất là sâu đậm. Và nhưng có những cái biểu hiện là bị gọi là giống như là bị tâm thần nhẹ đó các bạn. Bị tâm thần nhẹ là yêu cuồng dại. Thì ngay ban đầu các bạn cũng biết là chị này cả nói là em chị là người sống khép kín, bao nhiêu đó thời gian mà cũng không có đi chơi bất cứ người đàn ông nào, và đặc biệt có xu hướng làm từ thiện và thiện nguyện. Cho nên là cái người như vậy là họ thường cái tâm thần của họ rất là yếu. Họ đã thương ai là họ thương bằng cả trái tim, chứ họ không có thương hời hợt. Nhưng mà anh này anh lại không nghĩ như vậy. Anh quen cái lối sống ở nước ngoài rồi. Anh nghĩ rằng mình tìm cái cớ gì đó để cho cô này cổ buông. Và với một người con gái mà như vậy thì cái cớ tốt nhất là anh nói rằng anh bị nhiễm HIV. Và anh không muốn lây cho cô này. Anh không muốn lây cho cô này thì anh mới chia tay được với cô này. Thì anh đã làm y chang cái suy nghĩ của ảnh. Anh nói anh bị nhiễm HIV thời kỳ cuối, nhưng mà anh mới biết đây. Và ảnh đã sử dụng những biện pháp phòng tránh cho cô này rồi, và dẫn cái cô em đi xét nghiệm luôn. Thì cái cô em trước khi chưa mất á, là không có bị nhiễm. Nhưng mà sau khi về, sau cuộc chia tay đó về, thì cái cô em đã suy nghĩ như thế nào đó, thì cổ quyết định là cổ dùng chung cái kim tiêm với người nhiễm HIV. Vì cổ là người làm thiện nguyện với những người mà đã bị phơi nhiễm HIV, thì thực sự ra không có khó gì để cổ bị lây cái bệnh đó nếu như cổ muốn. Và cổ đã làm cái chuyện đó mấy bạn, để cho cổ bị nhiễm. Thì cái cô em nó làm như vậy với mục đích đó, là cổ muốn cùng với anh này sống đoạn đường còn lại chỉ có hai người mà thôi. Mà cổ quyết định rút ngắn cái tuổi thọ của mình và cổ quyết định sống cùng anh này là chỉ thế giới của hai người thôi. Dù là cả hai đều bị bệnh nan y và sẽ chết, nhưng mà cổ sẵn sàng chết cùng anh này. Và đó là cái điều mà anh này, anh không nghĩ tới. Anh không nghĩ tới là một người con gái lại vậy, dám làm như vậy, dám hy sinh cái tính mạng của mình để cùng với ảnh như vậy. Thì cái chuyện đó là chuyện ảnh không ngờ tới. Thì khi mà cái cô em nó cổ thông báo cho anh này biết á, bữa cuối cùng mà thông báo cho anh này biết á, là cổ bị nhiễm HIV và cổ đã làm cho mình bị nhiễm, để có thể cùng anh này sống còn lại và tự chăm sóc cho nhau, không cần bất cứ ai xung quanh này nữa. Trên đời không còn gì quan trọng nữa. Thì anh này anh sợ. Anh sợ, anh mới nói thật với cái cô này là ảnh không có bị nhiễm. Anh chỉ bày ra một cái chuyện nói xạo để mà chia tay thôi. Nhưng không ngờ cô này lại chơi thiệt. Cô này lại chơi hết mình với cái canh bạc tình yêu này. Và rồi cô bị sốc bạn. Cô bị sốc. Cô biết cái người cô yêu là một thằng sở khanh, là một người lừa dối. Và cô đã hy sinh luôn cả cái mạng của mình, hy sinh nửa đời còn lại, chỉ vì một lời nói dối của anh này. Và cái ngày hôm đó cô nghĩ quẩn và cô đã tự tử. Và sau khi anh này nói thật ra cái sự thật đó đó, thì gia đình của cái chị kể chuyện được minh oan mấy bạn. Mọi người bắt đầu họ nhìn cái gia đình của chị với cái sự tôn trọng trở lại. Và chị cũng đã giúp anh này, giúp tận tình anh này, để kêu cái cô gái đó, kêu cái linh hồn của cô em của mình đó là tha thứ cho anh này đi và không có hại gia đình anh này nữa. Thì cái người chị, cái người kể câu chuyện như mình qua tận nhà anh này và cùng với người thầy Pháp để mà gọi hồn của người em lên. Thì khi mà gọi cái hồn như vậy đó, thì người em nhập vô người của con của anh này, nhập vô người con ruột của anh này và nói rất là nhiều điều mà chị này tin là tâm linh nó là có tồn tại. Và những cái điều nói đó là chỉ có anh này mới biết thôi. Và cũng có những cái bí mật mà chỉ có chị em trong nhà người ta mới biết thôi. Cho nên mới tin rằng là cái hồn có nhập cho đứa bé này thiệt. Và sau đó là người em mới xin chị mình, là hãy đem cái bài vị của mình đó lên cái ngôi chùa. Cái ngôi chùa đó là ngôi chùa mà người em thích. Người em có quen với cái vị sư nào trong đó đó và người em thích, hãy đem qua bên đó để cho vị sư đó tụng kinh dùm. Đó là xin, đó là đứa bé nó tự động nó nói nha, là con anh này tự động nói ra những điều đó luôn. Đó là những điều bí mật, bí mật giữa cái cô gái đã chết với cái anh mà sở khanh này, và với cô gái đã chết với cái người chị kể câu chuyện cho mình, tại họ là chị em với nhau. Thì sau đó là anh này và vợ cũng như người con á, là bán nhà và trở về lại Mỹ. Đó. Và chị bây giờ chị không có còn hận ảnh nữa, chị đã buông bỏ rồi. Và em chị bây giờ được lên chùa rồi, được lên chùa và được tụng kinh mỗi ngày rồi. Nhưng mà khi mà chị nghe những câu chuyện về nhân quả, và đặc biệt nghe những câu chuyện từ kênh của Tân, thì chị muốn gửi câu chuyện của chị về cho Tân, để từng kể với mấy bạn nghe một cái câu chuyện rất là khủng khiếp về con người. Nó ghê hơn ma quỷ. Đó, chỉ vì một cái chuyện mà chơi thỏa mãn vấn đề của đàn ông thôi mà gây ra mất mạng cho một người phụ nữ. Đó, tình yêu mà các bạn. Tình yêu là một cái chìa khóa rất là khó nói. Và đặc biệt con gái là một cái gì đó bí ẩn lắm. Đó, họ đã không yêu thì thôi, họ đã yêu rồi, họ yêu bằng cả trái tim. Nhưng mà trong cái vấn đề này, Tân cũng có nói chuyện với chị là em chị có một cái chút xíu vấn đề về tâm lý. Thì cái điều này Tân sẽ dành nó trong một cái buổi mà mình bình luận vào buổi sáng mai hoặc một ngày nào đó khi mình có thời gian, để cái câu chuyện ngày hôm nay nó trọn vẹn là một câu chuyện mà cái hướng tốt nó về gia đình của chị, cũng như là Tân dành cái phúc của mọi người, cái sự mà yêu thương của mọi người dành cho gia đình của chị và các cô em đã mất. Thì thật sự ra đây là một sự dại dột, nhưng mà cổ đã chọn cái tình yêu. Cô chọn tất cả cho tình yêu và cổ không cần gì xung quanh nữa. Thì cái giai đoạn này Tân nghĩ rằng những ai đã từng trải đều trải qua rồi. Có những lúc mình không cần vật chất, có những lúc mình không cần gì, chỉ cần một chữ tình thôi. Và trải qua những cái sự vấp ngã thì mình mới trưởng thành. Nhưng có người không đi qua được, có người khi bị vấp ngã họ chịu không nổi và họ phải trả giá. Và cái giá của cái người trong câu chuyện này thì quá đắt. Nhưng mà phải qua câu chuyện mới thấy được lòng người, có những cái điều kinh thiên động địa mà nằm đâu đó trong xã hội, trong đời sống của những người mà mình không biết. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Và nếu bạn thích thì nhớ subscribe, like và share để kênh YouTube của Tân đến được với nhiều người hơn nữa nha. Còn cái chuyện mà liên quan đến tâm lý của người em đó, mình sẽ dành cho một cái phần khác. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.